Xá lợi tử, chân như và tánh của chân như là không, trong tánh không này không có diệt, không có chân như. Pháp giới, pháp tánh, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế. Cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì là không. Trong tánh không này không có diệt, không có pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chân như chẳng diệt thì chẳng phải là chân như. Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì chẳng diệt thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Xá lợi tử, quả vị giác ngộ cao tột và tánh của quả vị giác ngộ cao tột là không. Trong tánh không này không có diệt, không có quả vị giác ngộ cao tột. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Trong tánh không này không có diệt, không có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là quả vị giác ngộ cao tột chẳng diệt thì chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng diệt thì chẳng phải là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Xá lợi tử, pháp không quên mất và tánh của pháp không quên mất là không. Trong tánh không này không có diệt, không có pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn xả là không. Trong tánh không này không có diệt, không có tánh luôn luôn xả. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là pháp không quên mất chẳng diệt thì chẳng phải là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng diệt thì chẳng phải là tánh luôn luôn xả. Xá lợi tử, tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không. Trong tánh không này không có diệt, không có tất cả pháp môn Đà La Ni. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Trong tánh không này không có diệt, không có tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng diệt thì chẳng phải là tất cả pháp môn Đà La Ni. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng diệt thì chẳng phải là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Khi ấy Xá lợi tử hỏi Thiện Hiện, vì duyên cớ gì mà nói là sắc vân vân bất nhị thì chẳng phải là sắc vân vân? Thiện Hiện đáp, Xá lợi tử, hoặc sắc hoặc bất nhị, hoặc thọ tưởng hành thức hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là sắc bất nhị thì chẳng phải là sắc, thọ tưởng hành thức bất nhị thì chẳng phải là thọ tưởng hành thức. Xá lợi tử, hoặc nhãn xứ hoặc bất nhị, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là nhãn xứ bất nhị thì chẳng phải là nhãn xứ, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ bất nhị thì chẳng phải là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Xá lợi tử, hoặc sắc xứ hoặc bất nhị, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là sắc xứ bất nhị thì chẳng phải là sắc xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ bất nhị thì chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ. Xá lợi tử, hoặc nhãn giới hoặc bất nhị, hoặc sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là nhãn giới bất nhị thì chẳng phải là nhãn giới, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra bất nhị thì chẳng phải là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra. Xá lợi tử, hoặc nhĩ giới hoặc bất nhị, hoặc thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng.
Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là nhĩ giới bất nhị thì chẳng phải là nhĩ giới. Thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra bất nhị thì chẳng phải là thanh giới, cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra. Xá Lợi Tử, hoặc tỷ giới, hoặc bất nhị, hoặc hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tỷ giới bất nhị thì chẳng phải là tỷ giới. Hương giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra bất nhị thì chẳng phải là hương giới, cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, hoặc thiệt giới, hoặc bất nhị, hoặc vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là thiệt giới bất nhị thì chẳng phải là thiệt giới. Vị giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra bất nhị thì chẳng phải là vị giới, cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, hoặc thân giới, hoặc bất nhị, hoặc xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là thân giới bất nhị thì chẳng phải là thân giới. Xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra bất nhị thì chẳng phải là xúc giới, cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, hoặc ý giới, hoặc bất nhị, hoặc pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là ý giới bất nhị thì chẳng phải là ý giới. Pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bất nhị thì chẳng phải là pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, hoặc địa giới, hoặc bất nhị, hoặc thủy hỏa phong không thức giới, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là địa giới bất nhị thì chẳng phải là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới bất nhị thì chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới. Xá Lợi Tử, hoặc thánh đế khổ, hoặc bất nhị, hoặc thánh đế tập diệt đạo, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là thánh đế khổ bất nhị thì chẳng phải là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo bất nhị thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Xá Lợi Tử, hoặc vô minh, hoặc bất nhị, hoặc hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là vô minh bất nhị thì chẳng phải là vô minh. Hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não bất nhị thì chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Xá Lợi Tử, hoặc cái không nội, hoặc bất nhị, hoặc cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh,
hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là cái không nội bất nhị thì chẳng phải là cái không nội, cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh bất nhị thì chẳng phải là cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Xá Lợi Tử, hoặc Bố Thí Ba La Mật Đa hoặc bất nhị, hoặc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Bố Thí Ba La Mật Đa bất nhị thì chẳng phải là Bố Thí Ba La Mật Đa, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa bất nhị thì chẳng phải là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Xá Lợi Tử, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bất nhị, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là bốn tịnh lự bất nhị thì chẳng phải là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc bất nhị thì chẳng phải là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Xá Lợi Tử, hoặc tám giải thoát, hoặc bất nhị, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tám giải thoát bất nhị thì chẳng phải là tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ bất nhị thì chẳng phải là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Xá Lợi Tử, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bất nhị, hoặc bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là bốn niệm trụ bất nhị thì chẳng phải là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo bất nhị thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Xá Lợi Tử, hoặc pháp môn giải thoát không hoặc bất nhị, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc bất nhị, tất cả pháp ấy đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng phải hữu sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hữu kiến, chẳng phải vô kiến, chẳng phải hữu đối, chẳng phải vô đối, đều cùng một tướng, gọi đó là vô tướng. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là pháp môn giải thoát không bất nhị thì chẳng phải là pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện bất nhị thì chẳng phải là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Xá Lợi Tử, năm loại mắt hoặc